Xin chào mọi mọi người người đến với đến với phiên sáng của kênh Kim Phụng Hoa Lan Lâm Đồng nhé. Mọi người mua hàng nhắn tin gọi điện trực tiếp qua cho em nhé, chứ em không chốt ở dưới bình luận dưới video nhé mọi người. Chấp mọc mọi người là bông mắc mờ hải dương nha. Thực chất người ta gọi nó là năm cánh trắng hải dương hoặc là mắc mờ hải dương thì đều được, nhưng mà mọi người thấy nó nở thì cũng tùy theo vùng nhé. Có vùng thì đôi mắt nó sẽ mờ, còn có vùng thì nó không mờ mà nó rất là đậm. Cái bông hoa em đang quay thì mọi người thấy điển hình là mắt rất là đậm nha, chứ không hề mờ. Mà mọi người lưu ý là bông này là bông kích nữa, nhưng mà cái khuôn của nó vẫn rất là tròn trịnh và nó giữ được cái khuôn, tức là cánh bầu nè, lưỡi tròn nè, mắt đậm nè, mũi màu hồng nha, họng sạch và phân thùy cực kỳ rõ nét luôn. Thì đó chính là cái bông mắc mờ hải dương này. Bình thường thì bán qua hình ảnh, hôm nay thấy hoa trực tiếp thì em phải nói là những cái cây mà em thấy hoa trực tiếp so với hình ảnh á thì em đều thấy nó đẹp hơn hình ảnh rất là nhiều. Và có cũng nhiều khách rất là thắc mắc hỏi sao hoa của nhà em bay rồi đồ thế này thế kia rồi thấy hoa đẹp mà sao khách trồng thì nó không bay. Thì cái đó là tùy theo điều kiện mình trồng, rồi khí hậu, phân thuốc, vùng miền, rất là nhiều yếu tố. Cơ bản cây mà em bán thì em không chăm sóc gì nhiều, em chỉ tưới nước và cho ăn nắng khá là nhiều, cho nên bông hoa nó bay và nó đạt như thế này. Còn một số cây em đi lấy về, ví dụ như là người ta kích hay là nó ra hoa hay như thế nào ha, thì đó là vườn của người ta nhé. À, hải dương hôm nay thì em có những cái chậu rất là mập đẹp như này nha cả nhà, cây nó siêu mập luôn, mà một số cây nó còn lên sọc này nha. Đó, lên sọc nè, sọc mờ mờ á, sọc nè, bởi vì trồng lại Lâm Đồng thì nó khó lên sọc lắm. Mà những cây này nó uốn na uốn nu luôn, nó rất là đẹp mà. Mà giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ nhá, cực kỳ là phải chăng luôn. Chậu nào cũng 200 nghìn nhá cả nhà. Đó, 200 nghìn nó đều nhau hết. Số 1 này 200 nghìn này, số 1 200, số 2 này cũng là 200 nghìn luôn. Trời ơi, chơi một cái cây này rất là chất lượng, đẹp mập mà cây nhìn nó cưng lắm luôn. Số 2 200, cây số 3 này, đó, số 3 cũng 200 nghìn này, 3 200, 4 này, 4 200. Những cây như thế này bây giờ không có nhiều giống đâu mọi người, vì người ta cũng không nhân giống nó nữa đó. 4 200, 5 này 200 nghìn. Nên là bắt đầu thích mà muốn sưu tầm sở hữu thì chúng ta cứ mạnh dạn chốt đi nha. Bởi vì cây rất là đẹp ạ. Em phải nói cây rất là đẹp, không phải là cây xấu. Đó, số 5 200 nghìn. Và số 6 nè, cũng là 200 nghìn. Đó, lựa ra những cây đẹp nhất rồi nha. Siêu đẹp như thế này luôn mà cả nhà. Đó, là nha, năm cánh trắng hải dương ạ. Này, lô hải dương. Cây nào, cây này mọc uốn nào uốn nu luôn. Đẹp mũi trắng trà gừng, em còn mấy chậu như này nha mọi người. Còn mấy chậu to không ạ? Lo cây số 1 này, chậu số 1 này, 3 thân như này nha. Số 1 3 thân, 1 triệu rưỡi nha cả nhà. 3 thân 1 triệu rưỡi. Mà trên thân này nó sưng kỳ lắm luôn, sưng cực kỳ là nhiều kỳ nha. Đấy, số 1 3 thân 1 triệu rưỡi. Rồi chậu số 2 này, số 2 là 2 thân. 2 thân này dài to nha. Đó, hai thân rất là dài lớn như này. Chậu này thì triệu 7 nha. Hai thân dài lớn. Triệu triệu 7. Ui triệu 6, triệu 6, triệu 6. Tính 800 nghìn một thân là triệu 6. Rồi, chậu số 3 này. Chậu số 3 này thì triệu rưỡi nha, bởi vì nó rụng hết lá như này rồi. Nó xuống lá như này rồi nha cả nhà. Cây rất là đẹp. Thân già nó lên rất là đẹp. À, mình gốc bắt đầu lên này. Mình gốc bắt đầu lên. Thì đây là chậu số 3, triệu rưỡi. Và chậu số 4 này. Số 4 này là một lùm to nha này. Số 4 này triệu 7 nha. Rồi. Số 4 này 3 thân này. 3 thân triệu 7. Cây này thì chậu gỗ to nha cả nhà. Chậu gỗ rất là to. Đấy, em có 4 chậu trà gừng lớn nha cả nhà. Lớn rồi, hết cây nhỏ rồi. Này bán hết rồi. Còn bên này là tính là hỏa là còn 2 chậu. Chậu số 1 này 900 nghìn ạ. Dài tới 60 sen nha. Tính là hỏa số 1 này 900 này. Rồi tính lên hỏa số 2 này 1 triệu 2 nhé. Cây này siêu dài luôn. Và ở trên này còn có một cái kỳ lên trên này này nhá. Đó, số 2 là 1 triệu 2. Đó là tính lên hỏa nha. Tích lịch hỏa cũng là bẹp mũi trắng. Bẹp mũi trắng bây giờ đang sốt nha cả nhà. Cực kỳ là sốt luôn. Đó, tích lên hỏa. Ở đây em có một cái combo này gồm có 3 loại bẹp nhé mọi người. Hai cây bẹp mũi trắng với một cây bệt mũi màu đó. Rồi thứ nhất là Như Nguyệt này, thứ nhất là cây bệt Như Nguyệt này, thì combo nào nó cũng có những loại này hết. Một cây bệt Như Nguyệt này, thứ hai là một cây bệt Lâm Tâm Như này, cái kỳ mới lắc ra này rất là khỏe nha. Đấy, bệt Lâm Tâm Như. Và thứ ba là một khúc tích lên hỏa như này nha. Đấy, combo này á, thì bình thường em bán khúc tích lên hỏa này đã 200 rồi, Như Nguyệt 100 là 300, rồi cái Lâm Tâm Như này 50.000 này là 350.000.
Khách nào lấy combo này thì em sẽ tính giá là 290.000 nha. 290 ạ. Đấy, 290 cho cái combo này. Đây là combo số 1. Rồi combo số 2 giá cũng như vậy luôn. Đấy, số 2 thì cũng có Lâm Tâm Như nè, Tính Lời Hỏa nè, Như Nguyệt nè. Đấy, 290.000. Và số 3 cũng vậy luôn, Lâm Tâm Như to này thì bù lại Tính Lời Hỏa nhỏ, và cũng như Nguyệt các khúc như thế này nha. Đấy, số 3 290. Đấy, ba cây nhánh này nha mọi người. Ba cái combo. Ok chưa? Em xếp đều hết rồi. Cái nào mà kia nó nhỏ thì nó sẽ được khúc kia lớn hơn. Đó. Rồi, thì đó là combo ba cây Việt mũi trắng. Bên này em có bạch tuyết siêu đẹp nè. Bạch tuyết rất là đẹp như này. Chậu số 1 nè, 2 kỳ nè. 400.000 nha. Số 1 400. Số 2 cái lùm này. Lùm này cũng 400.000 nha. Số 2 400. Số 3 nè. 3 nè, 250.000 nha. Số 3 250. Số 4 nè, 400. Cái này siêu đẹp luôn ạ. Số 4 400. Số 5 nè. Đấy, cái này lên một gốc này nha. 450.000 ạ. Số 5 nè, 450. Số 6 nè, 300. 6 300 nha. Đó, 6 300.000. Số 7 nè, 246 này 800 nha, 4 kỳ. Và số 8 nè cũng là 350.000 nha. Đó, đây là size nhỏ nha mọi người, size nhỏ nhỏ. Đó, bật tiếp nha. Tiếp theo là hồng xè nha mọi người. Chậu số 1 nè, 2 kỳ nè. 300.000 nè. Rất là đẹp luôn nha. 2 kỳ 300. Chậu số 2 này tới 3 kỳ là 3 kỳ 400.000 nha. Đấy, 3 kỳ 400. Và chậu số 3 này. Chậu số 3 này, 3 kỳ 400.000 luôn nha. 3 kỳ lớn này, 400.000. Hồng xòe nha mọi người. Đó, em có 3 kỳ xòe như vậy. 3 cây hồng xòe. Tiếp theo là em bán những chậu Phú Thọ tác phẩm nha, siêu đẹp như này nha mọi người. Gọi là hàng tác phẩm, tức là hàng nó to mập đẹp, trồng trong chậu rất là đã to rồi, về mọi người không cần thay chậu, không cần trồng lại gì hết. Đó, nhìn những cái cây như này nó phải phi 30 nhá, là nó to hơn cây bút lông á, kinh điển á. Đầu nó to dã man luôn đấy, thân nào thân nấy nha, mọc khỏe trong khi cây chưa đứng ngọn đâu nha, chưa đứng ngọn mà nó siêu mập như này. Chậu số 1 này, chậu Phú Thọ số 1 này, cái này em quay trong nền này nó hơi tối á nên mọi người thấy nó vậy á, chứ đem ra ngoài kia là quay nó đẹp lắm luôn. Chậu số 1 này đẹp thế nè, 200.000 nhá, một thân thôi, 200 nè, dành cho những cái chậu như này. Đó, số 1 vòng 52 một thân nè, 200.000 nè. Chậu số 2 nè, chậu số 2 nè, hai này đẹp quá nè. Chậu số 2 nè, 350.000 nhá, lá xếp rất là đẹp nè. Số 2 350 ạ. Đấy, số 2 hai thân 350.000. Chậu số 3 nè. Chậu số 3 này mấy thân đây? 3 là 3 thân nha cả nhà. 3 thân ạ, 3 thân rất là to đẹp. 3 thân 450.000 nhá. Chậu số 3 này 450 nè. Bởi vì 3 thân này nó dài lắm ạ. Dài tới phải 60 70 70 cm trong này. Có thân nó sẽ ngắn hơn. Thì đây là chậu số 3 nhá. Số 3 nè. Đó. Rồi, chậu số 4 nè. Chậu số 4 là 400, hai mầm. Hai mầm rất là đẹp luôn. Mà cây này còn là cây lá xếp rất là đẹp nè. Thân nguồn nó ngắn siêu đẹp luôn. Đấy, mà hai thân của nó thân nào thân đấy đều to lực lưỡng hết. Rồi số 4 này 400.000 nha. Chậu số 4 400. Và chậu số 5 này, chậu số 5 này thì 500.000 thôi. Số 5 500. Và cây này cũng to này. Cây này siêu to, siêu mập luôn. Đó, lá này. Lá dày mà kiểu lá mít luôn ạ. Chậu này là lá mít luôn, không phải là lá vừa. Rồi nó có một thân, hai thân. Nói chung là chậu này là ba thân nha, ba thân. Đó, chậu này ba thân. Thì đấy, năm chậu Phú Thọ đấy nha cả nhà. Năm chậu Phú Thọ. Bên này là em có cây năm gánh trắng cầu vồng nha mọi người. Còn những cái size như thế này. Size như thế này thì đồng giá hết là 350.000 một cây nha, 350 một cây. Cầu vồng, cầu vồng. Size nó tầm 10 sen nha. Đó, 10 15 sen á. Ví dụ như cây này nó phải được 15 sen này. Cây này phải được 15 sen. Cây này là một cây khá là đẹp. Thì mọi người lấy thì em sẽ lấy cái cây tầm như thế này, 350.000 này. Đó. Thôi lấy cây này là 350 thôi. Còn những cây còn lại này thì 300 hết. Bởi vì nó không được 15 sen. Nó ngắn hơn một tí. Đây, ok chưa? Chỉ có một cây đẹp này là 350 thôi nhé. Còn lại cầu vồng này là 300.000 hết. 300.000 một chậu nhé. Khung bông này rất là đẹp. Đôi mắt rất là tuyệt nhé. Mũi trắng, cửa trắng tương tự luôn. Đó, năm cánh trắng cầu vồng.
Rồi, bên này em có bể muối trắng vỏ tòng nhé mọi người. Tiếp tục vỏ tòng. Vỏ tòng lo này thì nó toàn là cây to không nhá. Cây to rất là đẹp luôn. Đấy, bể muối trắng vỏ tòng. Mọi người thấy không ạ? Cây thì rất là múp. Cây nào cây nấy đều múp hết. À, 200.000 một cây nhá. Cây số 1 này. Nó như nhau rồi nè. Số 1 này, 200 này. Số 2 này, 200 này. Cây này của cây 52 rồi. Hầu như cây nào cũng 52 hết á. Số 3 này, 200 này. 3, 200. 4 này, 200 này. 5 này, 200 này. 6 này, 200 này. Cây đẹp lắm, múp ra múp rụt luôn. Và số 7 là 300. Cây này hai mầm nha mọi người. Cây số 7 to như thế này. Hai mầm là 300.000. À, 7 cây. 7 cây vỏ tầm nha. Đẹp muối trắng vỏ tầm. Ok chưa cả nhà? Cuối cùng em bán hồng minh châu nhé cả nhà. Cây rất là đẹp, giá thì cũng rất là ok. Cây số 1 này. Hồng minh châu số 1 này. 150.000 nhá, 150. Số 2 đây, 150 luôn. Số 3 này, 400.000. Một thân hoa này, một bông gốc này. Rất là rẻ nha. Thì đây là cây số 3. Thôi, số 3 400.000. Số 4 này. Số 4 này, 1 này. Chậu số 4 này 450 nha. Nó cũng là có một thân hoa gãy ngọn tí và dưới này là ba mầm gốc như thế này nha. Đó, thân hoa này là cắt ngang như thế này này. Đấy, đây là chậu số 4 450.000 và chậu số 5 này. Chậu số 5 này hai thân nha. Hai thân. Đó, 450 nha. Hai thân 450 luôn. Thì đấy là lô hồng minh châu nha mọi người. Đó, cây từ 150 đến 4-500 rất là dễ sưu tầm luôn. Rồi video hôm nay đến đây kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video khác nha.